Sáng mùng 8 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn tổ chức hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng thị xã Từ Sơn năm 2020. Đến dự có đồng chí Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh cùng đại diện lãnh đạo thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn. Hội thao kỹ thuật nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của 12 đội tuyển và 84 vận động viên là lực lượng dân phòng các xã phường trên địa bàn thị xã. Các đội tuyển tham gia tranh tài tại hai nội dung, nội dung cá nhân 100m vượt rào, phá khóa, chữa cháy khai xăng và nội dung đội hình 4 x 50m, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Với tinh thần quyết tâm cao, các đội tuyển đã phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, hoàn thành tốt các phần thi đề ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi đấu qua hội thao nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không ngừng nâng cao nhận thức kiến thức ý thức trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức và nhân dân về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đồng thời giúp lực lượng dân phòng nâng cao tinh thần chủ động sẵn sàng về lực lượng phương tiện chữa cháy xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy nổ xảy ra Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất, đồng thời Ủy ban nhân dân thị xã đã khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia hội thao.